Nhiều chị em khi dùng lăn khử mùi Etiaxil, nhưng không biết cách dùng cho đúng để phát huy tác dụng và hiệu quả tốt nhất. Chính vì thế mà trong video này, shop bên mình sẽ hướng dẫn các bước sử dụng với dòng lăn khử mùi Etiaxil cho những bạn chưa biết cách sử dụng hiệu quả nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Tùy vào tình trạng mùi mồ hôi của cơ thể mà dùng với liều khác nhau. Khác với các loại lăn khử mùi khác, Etiaxil có thể kéo dài tác dụng ít nhất là 48 giờ đến 1 tuần tùy vào cơ địa, thời tiết, sự vận động của cơ thể. Do đó, sản phẩm này không dùng hàng ngày, mà liều thường dùng như sau. Ở tuần đầu tiên chị em nên dùng 3 lần trong 1 tuần. Tiếp theo là tuần thứ 2, dùng 2 lần trên 1 tuần. Cuối cùng là tuần thứ 3, thì lúc đó 1 tuần chỉ dùng 1 lần thôi nhé. Nếu tình trạng cơ thể nặng mùi, thì những tuần đầu tiên có thể dùng 2 đến 3 lần trên tuần, sau đó mỗi tuần dùng 1 lần. Để sử dụng lăn khử mùi Etiaxil đạt hiệu quả nhất, các chị em có thể áp dụng các bước sau. Đầu tiên, trước khi sử dụng bạn cần vệ sinh và lau khô vùng da dưới cánh tay. Sau đó, lắc đều chai lăn và lăn đều 2 lượt nhẹ nhàng vào mỗi bên nách. Đặc biệt là nên dùng lăn khử mùi Etiaxil vào buổi tối để làm hạn chế hoạt động của tuyến mồ hôi tốt nhất nhé. Lăn khử mùi Etiaxil hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán lăn khử mùi Etiaxil hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.